Justin được làm việc và dạy nhảy cho rất nhiều các em nhỏ. Một điều mà Justin thấy quý nhất mà đem tới thành công cho mấy các em là sự tự tin. Nếu quý vị và con em có mụn ở bất cứ tuổi nào, quý vị hãy tìm mua Apogee Clear Skin. Bí quyết thành công của Justin: ba món này sẽ mang lại tự tin và thành công trong tất cả mọi việc. Khi chữa mụn bằng phương pháp Apogee, quý vị sẽ được chữa tận gốc không như thuốc. Phương pháp Apogee sẽ không làm hại, không bào mòn làn da của con em quý vị. Làn da sẽ không bị khô, khó chịu, đỏ và nhạy cảm như những sản phẩm khác. Apogee Clear Skin có thể giúp quý vị chữa mụn tận gốc và chữa luôn những vết thâm, vết đỏ của thuốc hay hóa chất để lại. Nên chữa sớm để giúp thẹo và nám. Đừng để con em quý vị mất tự tin vì có mụn. Sự tự tin sẽ mang lại sức mạnh cho mỗi học sinh để đoạt được điểm cao và thành công hơn trong mỗi lĩnh vực. Tuổi nào cũng có thể bị mụn. Nếu các em có mụn ở tuổi dậy thì hoặc là mụn người lớn, hãy dùng Apogee Clear Skin ngay để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hi, em tên là Frank. Em có mụn khoảng lúc 12-13 tuổi. Với phương pháp Apogee, em được chữa mụn tận gốc. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee, 3 món giá trị 90 đồng. Cho nước rửa Form Linser sẽ giúp làm sạch làn da cuối ngày. Oil Control sẽ giúp 3 lần chất dầu nhưng không làm khô da. For Refining Balm sẽ làm sạch chân lông để diệt mụn cám. 100 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial làm sạch da và một hũ Ocean mất mát để đắp mặt nạ vào mỗi buổi tối. Gọi ngay 1-888-337-7264. Quý vị có thể xem tất cả chương trình Dr. Kimberly Show 24/24 trên trang nhà 1888depsang.com. Nếu muốn tham khảo da miễn phí, có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango. Gọi ngay.